Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đẳng cấp thần tiên tỷ tỷ Đặng Thu Thảo, ảnh chụp vội vẫn đẹp nức nở. Bức ảnh chụp vội Đặng Thu Thảo tại đám cưới Thi Uyên hiện gây sốt vì nhân sắc mẹ bỉm hai con quá xuất sắc. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô khiến dân tình liêu siêu vì vẻ ngoài chuẩn tiên tử của mình. Hoa hậu Đặng Thu Thảo là một trong những khách mời xuất hiện tại tiệc cưới của anh diễn viên Cathy Uyên. Vẫn trung thành với phong cách thời trang tối giản, nàng hậu khiến người khác mê mẩn bởi nhan sắc như thần tiên tỷ tỷ dáng thế. Nàng hậu quê bạc liêu diện chiếc váy hồng đơn giản cùng áo choàng lông giữ ấm. Cô xỏ tóc lựa chọn kiểu make up mỏng nhẹ, trang sức cũng không quá cầu kỳ bao gồm khuyên tai và đồng hồ. Nhưng chính nhan sắc chuẩn thần tiên tỷ tỷ đã giúp mỹ nhân này dễ dàng chiếm spotlight sự kiện. Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện trong tiệc cưới của diễn viên Cathy Uyên. Đáng nói trong khung hình chụp vội chưa qua chỉnh sửa, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn xinh đẹp rực rỡ không hề thua kém. Cô được nhắc đến là mỹ nhân Việt đẹp bất chấp cam thường. Đường nét gương mặt của mỹ nhân quê Bạc Liêu khiến fan liêu siêu khi ngắm nhìn. Một góc chụp vội nhưng không thể dìm nhân sắc của thần tiên tỷ tỷ. Trong một khung hình tập thể, Hoa hậu Việt Nam 2012 không hề lu mờ đây không phải lần đầu nhan sắc của hoa hậu đặng thu thảo gây sốt cứ mỗi lần cô bị chụp lén dân tình lại được dịp trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp như tiên tử của mình dù ảnh chưa chỉnh sửa điều kiện ánh sáng không tốt nhưng bà mẹ hai con vẫn cứ xin bất chấp bao lần nàng hậu gây sốt vì nhan sắc vẫn lung linh dù bị chụp lén bức ảnh do ekip của đặng thu thảo chia sẻ khiến dân tình phát sốt Tại tiệc cưới của hoa hậu Ngọc Hân trước đó, Đặng Thu Thảo dù chỉ diện áo dài hồng, tóc buộc nửa đầu, trang điểm đơn giản, nhưng chỉ vừa mới xuất hiện tại sảnh tiệc, ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của cánh truyền thông và khách mời. Lo ảnh của cô ngay khi đăng tải lên các diễn đàn mạng xã hội, ngay lập tức nhận về bảo yêu thích từ khán giả, tràn ngập những lời khen từ người hâm mộ dành đến cho nhan sắc của hoa hậu Việt Nam 2012. Đặng Thu Thảo lấn lướt cả cô dâu Ngọc Hân, bức ảnh gây sốt các diễn đàn mạng xã hội, không ai nghĩ rằng đây là nhan sắc của mẹ bỉm hai con. Dù là gốc chính diện hay nghiêng, ảnh chụp lén hay đã chỉnh sửa kỹ lưỡng, thì nàng hậu đều khiến nhân tình liêu siêu vì quá đẹp. So kè cùng hai đàn em, nàng hậu quê bạc liêu không chút lép vế. Nhưng không chỉ thời trang đi tiệc cưới, ngay cả trang phục thường ngày, đặng thu thảo cũng được khen hết lời. Mới đây nàng dâu hào môn còn gây chú ý khi diện cả cây hàng hiệu đến từ nhà mốt nổi tiếng bao gồm mắt kính, khăn choàng, thắt lưng và túi sách với tổng giá trị ngoài trăm triệu đồng. Không hổ danh là thần tiên tỷ tỷ, dù diện trang phục đơn giản nhưng khí chất sang trọng, thanh lịch của cô vẫn khiến cho mọi người không thể rời mắt. Đặng Thu Thảo diện chiếc kính hiệu có giá 14 triệu đồng, khăn choàng cổ và thắt lưng tổng cộng 36 triệu đồng. Nàng hậu trong thanh lịch đề nã vô cùng trong set đồ này. Ngay cả khi không giác hàng hiệu, cô vẫn đẹp sang. Khí chất phu nhân hào môn danh giá hiện rõ ở người đẹp quê Bạc Liêu dù kết hôn sinh hai con nhưng vẻ ngoài của hoa hậu đặng thu thảo có vẻ ngày càng mặn mà đầm thắm hơn cuộc sống làm dâu hào môn của cô cũng khiến không ít người ghen tị khi có chồng doanh nhân luôn yêu thương cùng hai con xinh xắn đáng yêu có thể nói những gì cô có trong tay hiện tại chính là niềm khao khát của không ít người bạn có ấn tượng ảnh chụp vội của nàng hậu này hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé cùng đọc thêm những bài viết hay tại tin mới nhất nhé bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo